Vậy là chương trình Radio Bonsoir ngày hôm nay đã chuẩn bị đến hồi kết thúc. UML thực sự rất mong là chúng ta đã trải qua một buổi tối có nhiều kỷ niệm thật là đẹp. Và sau đây thì xin mời lên sân khấu những thành viên của hội sinh viên, những người đã dành rất nhiều thời gian trong suốt 2 tháng trời vừa rồi để chuẩn bị cho chúng ta những tiết mục tuyệt vời nhất. Đầu tiên xin mời Jacob, Hưng, Tâm và Đạt cho tiết mục Sóng Tình. Đi đã. Tiếp theo là bạn Hồng Phúc với bài hát Tình 2000. Và tiếp theo là Kim Hưng với Tình Thôi Xót Xa. Chuyên mong ngốc sau ca của Khánh Dương và Sơn Huy. Và Uptown Girl đến từ Jacob, Hưng, Tâm, Trung Nguyên và toàn bộ Tam ca Liên Phúc Quê Hương, sóng ca Thanh Trà, Linh và Duyên. Sóng ca Nguyên và Dương, quê nhà. Nhảy hai Su Mythico, đội nhảy Y Tha. Mashup 13 bài hát hit VN, US, UK. Đức Tâm với bài hát Mắt Đen và guitar Văn Đức. Jacob với Em Về Tức Khôi. Minh Hạnh với bài Mùa Đương Đại trên nền nhạc Amelie Moura. Tam ca Mashup The Show là con gái thật tuyệt, Trang, Nhi và Minh Anh. Liên Phúc Audition. Tiếng yêu thương. Mai Vân, Level 3, Beatboxer, Zinia và Đệ Đàm Văn Đức. Và bài hát kết thúc, bài hát Xe Đạp, Vương Tâm, Trung Nguyên, Trang, Nhi và Đạt. Đó là chị Quỳnh Giao. Hôm nay chị Quỳnh Giao xin được vài lời chia sẻ với các mọi người. Thật sự là muốn cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây chung vui với tham dự chương trình Bonsoir tối hôm nay là một thành công rất là lớn. Và xin cho Giao xin cảm ơn lại một lần nữa team đội văn nghệ đã thật sự là chị đã cùng các em 2 tháng qua làm việc và sao nhỉ? Tous les week-ends, tous les soirs, travaillons sans le. Đấy, xin các mọi khán giả cho một tràng pháo tay một lần nữa. Và không thể không nhắc đến nguyên ban chấp hành của UL. Cảm ơn các em đã cùng với chị đồng hành với chị. Xin mời các em lên đây, team truyền thông, team hậu cần, kỹ thuật, âm thanh, ánh sáng, Joe, Nguyễn Đức Anh, Tú, team ẩm thực. Và sau đây mình xin chào chủ tịch của chúng ta. Merci Jérôme aussi pour vraiment c'est magnifique. Sau đây mình xin nói en tiếng Pháp. Merci beaucoup. Je tiens à dire merci à vous, à tous les spectateurs, d'être malgré le froid. Merci d'être venu, d'être là, d'être passé 3 heures d'affilée avec nous en bien. Voilà. Votre présence a permis de faire une très belle réussite. Très belle réussite. Bah, voilà. Mình xin một lần cuối nha. Xin khép lại chương trình Bonsoir năm thứ 9. Nhưng mình mong được gặp lại tất cả những cái khuôn mặt của khán giả vào năm thứ 10, Bonsoir năm thứ 10 ạ. Cảm ơn Bonsoir, cảm ơn tất cả các bạn khán giả đã tới xem chương trình của tôi. Và để chương trình kết thúc được trọn vẹn hơn
Và cũng nhân dịp là tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng trong trận vừa rồi.